Thiên tài lười biếng. Chào các cậu, hôm nay có chuyện gì mà mới sáng ra mọi người đã sớm tụ thế? Akira đấy à? Hôm qua cậu lại thức đêm chơi game đúng không? Mắt thì thâm quầng, thần thái rệu rã, trông chẳng có sức sống gì cả. Ừ, do tối qua mình đã cày một trận game kinh điển luôn, đến gần sáng mới đi ngủ, giờ mắt mình không mở ra nổi. Bọn mình đang bàn nhau về đề tài cuộc thi sáng tạo năm nay của trường mình. Năm nay, đề tài lạ lắm mà nha. Ừ, đề tài là gì vậy? Đề tài là hãy gấp và cải tiến chiếc máy bay giấy sao cho nó bay được xa nhất. Và giải thưởng năm nay lên đến 10.000 yên. Ghê chưa? Cậu quên Đại học Công nghệ Tokyo của chúng ta được mệnh danh là trường đại học danh giá, tập trung những sinh viên não như nếp nhăn bậc nhất Nhật Bản hay sao? Đúng là vậy. Vì vậy, cuộc thi sáng tạo công nghệ hàng năm của trường ta đều rất được đón chờ. Giải thưởng 10.000 yên mới xứng tầm cho những phát minh đầy trí tuệ chứ. Mình nghe nói không chỉ sinh viên giảng viên của trường mà nhiều công ty công nghệ cũng háo hức chào đón những phát minh ra đời từ cuộc thi này đấy. Đúng vậy, quán quân của cuộc thi năm nào cũng là những sinh viên thông minh nhất, có những phát minh khủng nhất. Chúng ta đều là sinh viên năm nhất, sợ rằng chẳng so bì được những anh chị năm 2, năm 3, năm 4 nhỉ. Cậu đừng tự ti như thế. Đã là sáng tạo thì không giới hạn. Vả lại năm nay tiêu chí của cuộc thi chú trọng vào kết quả, chỉ cần là chiếc máy bay giấy bay được xa nhất thôi. Đâu yêu cầu là một chiếc siêu phi thuyền công nghệ tối tân gì đâu. Tất cả sinh viên đều có cơ hội, phải không Akira? Cậu cũng sẽ tham gia chứ? Mình không quan tâm và mình cũng không có ý định tham gia đâu. Cậu không có ý định tham gia hay là cảm thấy không tham gia nổi? Mình chẳng hiểu sao Akira có thể đậu vào trường mình được. Suốt ngày chỉ thấy cậu ta chơi game và ngủ gật trong giờ. Đó chỉ là điều chúng ta thấy. Có thể Akira học lúc khác thì sao? Các cậu đừng nói như thế. Chẳng phải kết quả thi của Akira vẫn rất khá trong lớp mình sao? Biết đâu là cậu ta nhìn bài hay có mánh khóe thi cử thì sao? Các cậu cứ nói những gì các cậu muốn, mình không quan tâm. Để yên cho mình ngủ. Đầu máy bay thiết kế thật nhọn để giảm ma sát trong không khí. Cánh thuông và vát gốc, tỷ lệ này giúp máy bay cân bằng nhất và bay được xa nhất. Tập 1 bắt đầu. Hoàng hôn, nhìn máy bay của Saku kìa, xa quá đi. Máy bay của Takechi xa hơn, nhìn bạch kìa, tận 20m đó. Ôi, Santo mới siêu chứ. Máy bay của cậu ấy thiết kế thế nào mà xa tận 30m kìa. Top 5 bắt đầu. Ơi, máy bay của anh Chihiro thiết kế kìa, bay xa khủng khiếp. Anh ấy siêu thế. Kết quả 50m, thật tuyệt vời. Nam sinh viên năm 4 Chihiro Imasuki với máy bay giấy động cơ siêu nhẹ đã vượt xa thành tích của tất cả các sinh viên trước đó. Thật là xuất sắc. Trời ơi, 50m đấy các cậu ạ. À, anh Chihiro đúng là đỉnh của đỉnh luôn. Quả không hổ danh là trùm công nghệ của trường mình. Nghe nói thành tích học tập của anh ấy 4 năm nay đều cực khủng. Với thành tích 50m này, chắc sẽ không ai vượt qua được anh ấy đâu. Và sau đây là phần thi của tớp cuối cùng. Ôi, chỉ còn một mình cậu sao Akira? Em đăng ký muộn nên tớp cuối chỉ còn một mình em thôi. Và sau đây là phần thi cuối cùng của sinh viên năm nhất Akira Yamamoto. Hả? Cái gì? Mình tưởng Akira nói không tham gia cuộc thi cơ mà. Cậu ta tham gia chắc định làm trò vui cho cuộc thi mà thôi. Dù sao phần thắng cũng đã rõ rồi. Quán quân năm nay chắc chắn thuộc về anh Chihiro rồi. Chắc phải rồi, chưa có một sản phẩm máy bay giấy nào vượt qua được chiếc máy bay của anh ấy. Hôm nay
tôi mang đến cuộc thi sáng tạo công nghệ một chiếc siêu phi thuyền vũ trụ bằng giấy có khả năng bay xa 100 mét. Trời ơi, có phải Akira nói là 100 mét không các cậu? Cậu ta quả thực muốn làm trò hề trong cuộc thi năm nay thật rồi. Thật là xấu hổ, đừng ai nói chúng ta học cùng lớp với cậu ta nha, mất mặt quá đi. Đề thi năm nay, ngài hiệu trưởng đưa ra thật là thú vị. Không phải là một công nghệ sáng tạo máy móc điện tử tinh vi, mà lại là giấy. Đó chính là ý đồ của tôi đấy, ngài chủ tịch. Tôi muốn thấy những sáng tạo vượt qua giới hạn bình thường, và sự sáng tạo của con người sẽ càng phát huy mạnh mẽ ở những điều kiện vật chất đơn giản, đặc biệt. Tôi đồng ý với ngài. Hằng năm, tập đoàn công nghệ của chúng tôi đã sa thải rất nhiều nhân viên giỏi về máy móc công nghệ, nhưng thiếu cái đầu sáng tạo. Vì vậy, tôi rất mong chờ cuộc thi hàng năm của trường ông. Vậy hôm nay, ông đã tìm thấy những tài năng ông mong chờ chứ? Chúng ta cứ xem hết phần thi cuối cùng này xem sao. Chưa đến phút chót, tôi chưa thể đưa ra kết luận của mình. Chẳng phải cậu ta tự tin nói mình đã tạo ra siêu phi thuyền vũ trụ bay xa 100 mét sao? Năm nào cuộc thi cũng có vài sinh viên quá khích, chỉ sợ làm ngài thất vọng thôi. Được rồi, chúng ta cứ chờ xem sao. Được rồi, Akira Yamamoto, em hãy mang siêu phi thuyền vũ trụ của em ra đây đi nào. Không chỉ tôi, mà tất cả mọi người đều đang rất tò mò về chiếc siêu phi thuyền vũ trụ bay xa 100 mét được thiết kế như thế nào, động cơ điện tử ra làm sao đây. Siêu phi thuyền vũ trụ của em được thiết kế vô cùng cầu kỳ bởi một tờ giấy A4 trọng lượng chắc khoảng 4,1013 gram. Đơn giản đúng không nào? Nhưng quan trọng là nằm ở phần động cơ của máy bay. Đơn giản vậy thôi sao? Chắc chắn phần quan trọng nằm ở động cơ rồi. Đúng rồi. Để xem động cơ máy bay của cậu ta là gì. Phần động cơ vô cùng quan trọng, đó chính là một viên đá có kích thước tiêu chuẩn là 5,2cm, nặng 200 gram. Cái gì? Kết quả 100,5m. Cái gì? Không thể tin được. Sao cậu ấy có thể làm như vậy chứ? Đúng là không thể ngờ được. Cậu ta đúng là có cái đầu quái dị. Chẳng trách cậu ta vẫn ăn ngon ngủ say, không phải thức ngày thức đêm nghiên cứu như chúng ta. Kết quả này có được công nhận không vậy? Sao lại không chứ? Đề bài chỉ nói hãy gấp và cải tiến chiếc máy bay giấy sao cho nó bay được xa nhất, chứ có quy định chiếc máy bay phải hình máy bay hay nhất định phải bay bằng động cơ đâu. Xem ra khoan quần năm nay đã lộ diện rồi. Kết quả này đúng là không thể chối cãi. Nhưng theo ngài, kết quả này có thực sự xứng đáng so với công sức của bao nhiêu sinh viên khác không? Ở lĩnh vực này, chúng ta phải nhìn vào kết quả thực tế. Và thực tế ở đây chính là chiếc siêu phi thuyền vũ trụ cực kỳ đơn giản của cậu ấy đã bỏ xa những chiếc máy bay cầu kỳ, đầu tư của những sinh viên khác. Tôi đánh giá cao một cái đầu thông minh và nhanh nhạy, biết nhìn ra điểm mấu chốt của vấn đề. Đúng là một chiến thắng hoang mục vào phút chót. Đây là sinh viên năm nhất đầu tiên đạt quán quân cuộc thi này đấy. Tôi tin là tương lai cậu ấy sẽ còn làm được nhiều điều hơn nữa. Bộ phim dựa theo câu chuyện có thật về một cuộc thi diễn ra tại trường Đại học Công nghệ Tokyo, Nhật Bản. Nàng dâu hiếm muộn. Cháu của bà ngoan quá trời quá đất à. Bà đi chợ về đấy à? Vâng, hai bà cháu đi đâu đây? Tôi cho con bé ra ngoài này tắm nắng tí à. Ôi trời ơi, con bé trông thích quá à. Vâng, trộm vía, sữa mẹ nó tốt bà ơi. Bà cũng giục chú Hùng sinh cho bà một mụn cháu đi chứ. Cậu Hùng nhà bà cũng cưới được 5 năm rồi mà chẳng thấy có em bé gì cả. Chú ấy cũng nhiều tuổi rồi mà, còn chờ đến bao giờ nữa? Chuyện con cái, bác sĩ nói sao rồi?
Dạ, bác sĩ nói cũng như mọi khi đấy mẹ. Bởi vì... Thì bác sĩ vẫn nói là tại con mẹ ạ. Tôi nuôi anh từ bé chả ốm đau bao giờ. Ấy thế mà... Con khỏe mạnh, nhưng không có nghĩa là con không hiếm muộn mẹ ạ. Để cho mẹ giúp. Không, mẹ cứ nghĩ đi, để cho con làm ạ. Con này, thằng Hùng tuy vậy nhưng tốt tính. Chuyện hiếm muộn cũng có thể chữa được. Con cứ kiên trì chờ đợi nhé. Dạ, con biết ạ. Giấy gì đây nhỉ? Mà hình như là giấy khám bệnh của chúng nó. Hả? Thế này là thế nào? Tôi không ngờ anh chị lại lừa tôi như thế này. Dạ con xin lỗi mẹ. Con cũng đã nhiều lần muốn nói với mẹ, nhưng mà... Cô im đi. Hóa ra bấy lâu nay tôi không có cháu là do cô, thế mà lại đổ cho con trai của tôi. Cô đúng là đồ tráo trở. Mẹ à, con sợ Huệ phải chịu áp lực từ mẹ nên đã yêu cầu cô ấy nói dối. Con xin lỗi mẹ là tại con. Trời ơi, thế mà bấy lâu nay tôi tưởng tại con trai tôi nên tôi cứ phải ngọt nhạt với cô. Nào ngờ chính cô mới là cái thứ đàn bà vô dụng. Con đi làm mẹ ạ. Mẹ ăn cái này đi ạ. Mấy chị ở chỗ làm của con bảo món này tốt cho sức khỏe của người già, nên con mua để mẹ ăn thử. Tôi không ăn. Con Huệ đâu rồi? Dạ, cô ấy đang giặt quần áo ạ. Nè, thế con định sao? Sao là sao hả mẹ? Mẹ không thể để cho dòng họ này tuyệt tự được. Từ đầu mẹ cứ tưởng là lỗi cho con, chứ mẹ biết là tại nó thì mẹ không để lâu thế này đâu. Thì chúng con cũng đang cố gắng chữa chạy, mẹ cứ để từ từ rồi... Không có từ từ gì hết á. Mẹ tính thế này, nếu trong vòng 3 tháng nữa mà nó không có gì á, thì mẹ sẽ trả nó về cho bố mẹ của nó. Còn phải lấy vợ khác. Ba tháng sau. Con ạ, chuyện chữa chạy của con vẫn chưa có kết quả gì. Vợ chồng cưới nhau 5 năm rồi chứ có ích gì đâu. Con biết là gia đình mẹ không thể không có cháu nối dõi. Thằng Hùng nó là con trai duy nhất của dòng họ này. Con biết ạ, con cũng đang cố gắng. Mẹ để cho chúng con thêm thời gian nữa được không mẹ? Nếu có thì cũng đã có rồi. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Mẹ nói thằng Hùng nó không nghe, nên giờ mẹ nhờ con. Mẹ cứ nói ạ. Con hãy để thằng Hùng lấy vợ khác đi. Coi như mẹ nợ con điều này. Con buông tha cho nó, đừng cố ở nhà này nữa. Mẹ, con và anh Hùng vẫn rất thương yêu nhau, làm sao mà... Đành rằng là thế, nhưng con đâu có sinh được con đâu. Đàn bà không sinh được con cũng là một cái tội đó. Con bé này thật là gan. Nói như thế rồi mà nó vẫn cứ trơ ra. Mai thằng Hùng đi công tác rồi, mình cần phải làm biện pháp mạnh hơn mới được. Bà thông gia ạ, chắc bà cũng biết tình hình rồi. Tôi còn phải có trách nhiệm với tổ tiên, dòng họ nhà tôi không thể tuyệt tự được. Cũng biết là thế. Cháu nó nói chúng nó vẫn đang điều trị. Bà cứ để thư thư rồi. 5 năm trời rồi, còn thư thư cái nỗi gì. Thôi thì tôi cứ nói thật, bà mang con gái bà về nhà đi. Chúng tôi không muốn chứa chấp cái thứ đàn bà mà như cây không trái ấy. Kìa, sao bà lại nói thế? Con gái của tôi nó ngoan ngoãn, hiếu thuận mà. Cây độc không quả, gái độc không con. Tôi không biết anh chị nuôi dạy con sao á, hay là trước khi lấy con trai của tôi nó chơi bời hư hỏng nên giờ mới ra cớ sự này. Bà nói cái gì vậy? Mẹ, con sẽ đi khỏi đây. Mẹ không được xúc phạm bố mẹ con như thế. Huệ, con... Con không thể chịu được nữa rồi. Con sẽ đi khỏi đây. Con sẽ ly hôn. Lẽ ra con phải đi từ lâu rồi, tại sao giờ này cô mới nói ra điều này hả? Con trai của tôi vì cô mà bằng từng đấy tuổi rồi chưa có con có cái, còn tôi vì cô mà mang tội với tổ tiên. Con ơi, con làm sao thế con? Thật may là cái thai không sao cả. Con bé có thai rồi hả bác sĩ? Vâng, được khoảng 4 tuần. Gia đình phải hết sức cẩn thận
vì sức khỏe cô ấy đang không được tốt. Cô ấy chỉ bị động thai một chút thôi, suýt nữa thì không giữ được đứa bé rồi. Trời ơi, con ơi, con nỡ bỏ mẹ và thằng Hùng mà đi hả? Thằng Hùng ngày mai đi công tác về rồi, mẹ biết nói sao với nó bây giờ? Con sẽ không ở lại đây đâu mẹ. Con thương anh Hùng, nhưng có lẽ con không thể tiếp tục sống trong căn nhà này. Mẹ biết, mẹ biết mẹ sai rồi. Cho mẹ xin lỗi con, mẹ thật sự ân hận lắm. Suýt nữa thì mẹ làm mất đứa cháu bấy lâu nay mẹ mong đợi. Mẹ sẽ thay đổi, con sẽ tha thứ cho mẹ chứ. Con biết mẹ rất mong có cháu, nhưng nếu mẹ thật lòng thương yêu con, mẹ sẽ không làm như thế. Con nói con còn thương thằng Hùng mà. Con sẽ về ngoại một thời gian, chuyện có quay lại hay không mẹ cho con suy nghĩ thêm ạ. Vị thần thử việc. Nhà trời đang tuyển thêm một nhân viên phụ trách về vấn đề cảm xúc của con người. Vị thần mang tên Phiền Phức đã trúng tuyển. Tuy nhiên, có chính thức được nhận hay không thì vị thần này phải vượt qua vòng thử việc. Thần Phiền Phức vô cùng hứng thú với công việc này. Tuy nhiên, vì làm việc miệt mài suốt đêm nên đến sáng thần đã thấm mệt. Trong lúc buồn ngủ, thần đã vô tình chạm vào một lọ dung dịch pha chế, khiến quả cầu cảm xúc không còn như lúc đầu. Thần Phiền Phức đây rồi, chỉ là nhân viên thử việc mà lại đi làm muộn thế. Dạ, thưa các vị tiền bối, tôi mãi mê chế tạo ra một quả cầu cảm xúc cho con người nên đã đi trễ một chút ạ. Tạo ra cảm xúc mới ư? Thật là ấn tượng, mới đi làm đã cho thấy sự cần mẫn đối với công việc rồi. Vậy hãy cho chúng ta xem quả cầu cảm xúc mà thần mới tạo ra đi. Nó sẽ tạo ra một cảm xúc hứng khởi cho con người. Hứng khởi ư, cũng hay đấy. Điều này là cần thiết. Cũng được đó. Giờ thì thần Phiền Phức hãy điều khiển thứ cảm xúc mà thần tạo ra đi. Nếu nó hoạt động tốt, thần sẽ được chính thức nhận vào làm việc trong thế giới của nhà trời đầy quyền uy. Chủ nhân của ta đã nhầm rồi. Ta là quả cầu nhàm chán mà. Ta sẽ tạo ra cho con người cảm giác chán nản. Ta tha hồ tung hoành rồi. Cậu nhanh tay lên, kẻo không kịp tiến độ, không kịp là bị phạt đấy. Vâng thưa sếp. Sao mình có thể chọn một công việc chán ngắt thế này nhỉ? Ngày nào cũng xếp hết gạch, đến nhào vữa, chán lắm rồi. Ngày nào cũng quét rác, hôm nay dọn hết, mai lại đầy ngập lên, chán quá rồi, mình chẳng muốn làm nữa. Sao mình chán công việc này thế nhỉ? Lan, cô chưa nộp kế hoạch triển khai dự án mới à? Cả hồ sơ dự thầu đâu? Sếp đang hỏi kìa. Báo cáo tuần rồi cũng chưa có nữa. Tôi chán lắm rồi. Trời ơi, ta đã nhầm rồi. Tại sao ta có thể nhầm tay hại thế cơ chứ? Lẽ ra phải là quả cầu hứng khởi, tại sao lại là quả cầu chán nản nhỉ? Người không được chạy, về đây, ta phải sửa chữa lại ngươi. Ông chủ, tôi không muốn về đâu, tự do muôn năm. Trời ơi, để quả cầu chán nản tự do tung hoành ở hạ giới thì nguy mất. Thật là sảng khoái, không phải làm việc nữa rồi. Sao trước kia ta có thể làm việc ngày qua ngày với những công việc đáng chán, với những đồng nghiệp đáng chán thế nhỉ? Kỳ nghỉ muôn năm. Nhưng chơi mãi rồi cũng thấy chán. Sao cảm giác chán cứ bao trùm lấy mình thế nhỉ? Mình chán ngấy công việc nên xin nghỉ mấy hôm nay. Vậy mà ở nhà cũng thấy chán thật. Cứ tưởng chán việc thì xin nghỉ vài hôm cho đỡ chán, thế mà hết quanh quẩn trong nhà, rồi lại lang thang ra phố, cũng đâu thấy hết chán. Phải làm gì bây giờ? Người về đây mau,
ta cần sửa chữa lại ngươi. Tôi là một thực thể hoàn hảo, tại sao cần sửa chữa chứ? Ngươi không thấy là ngươi mang lại cảm xúc chán nản cho mọi người à? Chán nản là một cảm xúc không bao giờ có thể mất đi. Thậm chí tôi càng ngày càng lớn mạnh, dai dẳng hơn. Tại sao không chấp nhận tôi như một chuyện đương nhiên của cuộc sống đi? Chẳng mấy nữa đâu, ta sẽ thống trị thế giới cảm xúc của con người. Đầu đầu cũng bao trùm sự chán nản. Chẳng thể trốn tránh được sự chán nản. Dù có làm gì thì làm mãi, đương nhiên cũng phải chán. Thôi thì hãy đối diện với nỗi chán nản, hoàn thành công việc của mình. Không thể để cảm xúc chi phối quá nhiều được. Mình sẽ vượt qua được nỗi chán nản này. Càng nghĩ thì việc càng ùn một đống lại. Cho dù có chán đến mức nào thì mình cũng đâu có thể trốn tránh được công việc. Bắt đầu công việc thôi. Chỉ vì chán việc nghỉ mấy ngày mà việc càng ngày càng thêm. Hôm nay quyết tâm gánh hết chỗ gạch này. Chán nản không phải là cách giải quyết tốt. Quái lạ, họ trơ với cảm xúc rồi sao? Thế thì hãy nhìn đây. Làm tốt lắm Lan, cứ cố gắng như vậy nha. Sắp tới có đợt bổ nhiệm vị trí phó phòng, tôi sẽ cân nhắc trường hợp của cô. Cuối cùng thì cũng xong. Sao mình không thể điều khiển cảm xúc của con người chứ? Mình cứ làm mãi công việc này mà chẳng mang lại điều gì, thật là chán. Chà, sao nó lại tự quay về là sao? Tôi đã về rồi thưa chủ nhân, tôi thấy phát chán với công việc của mình rồi. Người đã gây ra tai họa cho ta đấy, biết không? Thần phiền phức, thần làm tốt lắm. Tôi làm tốt ư? Tạo ra một cảm xúc thú vị. Dù sao thì chán nản là cảm xúc không thể thiếu đối với con người. Hãy cứ chán đi, nhưng đừng để nó chi phối cảm xúc của mình quá lâu. Chán chính là một bước đệm để chuyển đổi trạng thái. Chuyển đổi rồi thì lại sẽ hứng khởi mà thôi. Thần đã vượt qua vòng thử việc. Chào mừng thần đến với thế giới của những vị thần cai quản cảm xúc. Những bông hoa của cô bé Ida. Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ cổ kính, có một cô bé mồ côi tên là Ida. Mẹ Ida mất sớm, bà chỉ để lại cho Ida một món đồ duy nhất, đó là một chậu cây hoa hồng. Sau khi được đưa vào trại trẻ mồ côi ít lâu, Ida được ông bà chủ lò bánh mì nhận về nuôi dưỡng. Họ chỉ coi Ida là một người giúp việc. Cô bé phải làm rất nhiều công việc nặng nhọc như một người trưởng thành trong lò bánh. Mỗi khi có việc gì không vừa ý, ông bà chủ lại nhốt Ida vào nhà kho và bắt cô bé phải nhịn đói. Ida chỉ có một niềm an ủi duy nhất là cây hoa hồng của mẹ. Mỗi lúc có chuyện buồn, cô bé lại thủ thỉ với hoa như thể đang nói chuyện với mẹ mình vậy. Sao hôm nay lại nhiều lá úa thế này? Ida, mày lại rút vào đâu rồi? Giờ này còn chưa đi giao bánh mì à? Giao nhanh lên, rồi còn về làm việc nghe chưa? May mà về muộn thì đừng có trách ta. Dạ vâng ạ. Ida thích nhất công việc giao bánh mì, vì lúc đó cô bé có thể gặp được người bạn tốt của mình. Đó là cậu sinh viên tên là Hans, đang thực tập ở thị trấn. Anh Hans! Ida đấy hả? Bánh của anh nè. Ida, sao em lại bị vết thương này? Em chạm phải khay đựng bánh còn nóng trong lò nướng thôi mà. Vậy để anh bôi thuốc cho em nha. Nhưng mà hôm nay em phải về gấp rồi. Chỉ một lát thôi, không sao đâu. Em chịu đau một chút nha. Không sao đâu ạ, đau hơn em còn chịu được mà. Cây hoa hồng của em sao rồi? Nó đang bị héo một chút, em lo lắm. Nhỡ như nó bị làm sao thì... Không sao đâu, em có nghe chuyện loài hoa khiêu vũ bao giờ chưa? Loài hoa khiêu vũ? Ida rất thích nghe Hans kể chuyện. Những câu chuyện của cậu giúp cô bé vơi đi phần nào nỗi vất vả thường ngày. Bao nhiêu công việc ở nhà mà giờ này mày mới vác xác về hả? Cháu xin lỗi. Mày lại đến chỗ thằng nhóc sinh viên đó chứ gì? Đồ hư đốn.
cháu chỉ nghe anh ấy kể chuyện thôi mà. Chuyện gì mà lắm thế hả? Là chuyện cây hoa biết khiêu vũ ạ. Cây hoa biết khiêu vũ à? Đúng là nực cười hết chỗ nói à. Suốt ngày hoa với huyết, để tao chặt cái cây chết tiệt đó đi, cho mày khỏi mơ mộng linh tinh nữa. Đừng mà. Này thì khiêu vũ này, khiêu vũ này. Không đâu, cháu xin ông mà, ông đừng chặt cây của cháu mà. Từ giờ còn dám chểnh mảng thì liễu hồn. Trong màn đêm lạnh lẽo, chỉ có một mình Ida cô đơn bên cây hoa hồng gãy nát. Tiếng khóc của cô bé vang lên đầy xót xa. Những ngày sau đó, cây hoa ngày một tàn úa, khiến cô bé đau khổ vô cùng. Ida! Ida, có chuyện gì xảy ra với em thế này? Nhìn em tiều tụy quá. Cây hoa của em, nó chết rồi. Cây hoa ấy là kỷ vật duy nhất của mẹ. Mẹ lại rời xa em một lần nữa rồi. Ai bảo em là nó bị chết chứ? Nó chỉ đang đợi để được hồi sinh thôi. Hồi sinh là sao ạ? Em nhớ câu chuyện cây hoa khiêu vũ mà anh kể không? Ban đêm chúng sẽ tham gia lễ hội của các loài hoa. Ngày nào chúng cũng sẽ đi khiêu vũ, nên sinh lực của nó bị hao mòn, bởi vậy chúng mới héo đi. Nhưng rồi khi chúng hấp thụ đủ năng lượng của trời và đất, chúng sẽ hồi sinh đấy. Nghĩa là cây hoa của em sẽ không chết phải không anh? Tất nhiên rồi, chúng cũng kiên cường như cô bé Ida mà anh biết vậy. Cây hoa chắc chắn sẽ hồi sinh. Con nhớ mẹ lắm. Nếu mẹ còn sống, con sẽ được mẹ ôm vào lòng, sẽ chẳng bị người khác đánh đập, chửi mắng nữa. Ida lặng lẽ chờ đợi đến khi ngất lịm. Cây hoa héo tàn vẫn im lìm trong sương giá. Cái con trời đánh đó làm cho chúng tôi tốn biết bao nhiêu là tiền thuốc thang. Chúng tôi sẽ trả đầy đủ cho ông bà. Cây hoa hồng hồi sinh thật rồi. Cây hoa hồng hồi sinh thật rồi. Ida, em tỉnh rồi sao? Anh Han ơi, anh nhìn kìa, cây hoa hồng của em kìa. Đủ rồi, các người mau mang con bé đi đi. Ida, em có muốn trở thành một thành viên trong gia đình của anh không? Nghĩa là sao ạ? Anh đã kể chuyện của em cho bố mẹ anh nghe. Họ rất muốn gặp em. Gia đình anh tuy không giàu có, nhưng mọi người sẽ yêu thương em như ruột thịt vậy. Anh sẽ trở thành anh trai của em nha. Em có thể mang theo cây hoa hồng được không? Được chứ. Em muốn đi. Em muốn được là thành viên trong gia đình của anh. Chuyện cây hoa hồi sinh là thế nào vậy con? Thực ra cây hoa đó là con mua ở một cửa hiệu, rồi lén trồng vào chỗ cũ trong vườn nhà ông chủ lò bánh. Nhưng bố mẹ khoan hãy cho Ida biết nha. Cây bảo. Trên thiên đường xa xôi có một khu vườn rộng lớn ngập tràn những loài hoa với đủ mọi sắc màu kỳ diệu. Chủ nhân của khu vườn đó là một tiểu thần tiên có tên gọi là Lana. Ấm ba la nảy mầm. Thành công rồi, cuối cùng cũng ươm được mầm cây mới. Cô chủ vườn làm việc chăm chỉ quá. Bác Tam, bác lại đến lấy cây phải không ạ? Đúng rồi, có giống hoa nào mới cho bác không? Cháu mới ươm được một giống hoa mới đẹp tuyệt vời luôn. Thế thì chuyển cho bác một ít nha. Dạ. Lana ngày ngày nghiên cứu để tìm ra những giống hoa mới. Những cây hoa của cô bé vừa đẹp lại vừa thơm, nên các thiên thần ai cũng yêu thích. Lana còn thích đi ngao du khắp nơi. Nhờ thế, cô bé tìm được rất nhiều hạt giống mới lạ. Vùng đất này vừa hứng chịu cơn bão lớn, cảnh vật tiêu điều quá. Ủa, cây gì mà lạ thế này? Tội nghiệp, mầm cây này đã héo rồi. Ở nơi hoang tàn này mà nó vẫn mọc lên được. Hẳn là sức sống của nó phải mãnh liệt lắm. Đừng lo nha, chị sẽ mang em về vườn cây thiên đường nha. Chà,
cây gì lạ vậy? Bác chưa thấy bao giờ. Cháu đặt tên cho nó là cây bão. Cháu tìm được nó ở vùng đất bị bão tàn phá bác ạ. Nhìn nó thật là đẹp. Bác lấy thử một ít mang cho các thiên thần nha. Dạ vâng ạ. Cha, cây đẹp quá. Màu xanh thật là dễ chịu. Đây là một tác phẩm mới của Lana đấy ạ. Của Lana thì ta yên tâm rồi. Ta sẽ mang về trồng xem sao. Vườn hoa của ta cũng đang thiếu màu xanh ngọc. Ta sẽ lấy một cây. Một thời gian sau. Nghe nói sắp có bão lớn, phải làm giàn che cho cây mới được. Lana ơi, bác đã tới lấy thêm cây đây. Dạ. Bác Tôm ơi, giống cây bão lần trước cháu đưa cho bác, mọi người có thích không vậy bác? À, cái cây đó hả? Bác chưa thấy ai phản hồi gì về nó cháu ạ. À. Giống cây đó cháu vất vả lắm mới ươm được đấy. Không biết chúng có được chăm sóc tốt hay không nữa. Hay là cháu đi giao hàng cùng bác một chuyến, sẵn tiện hỏi thăm về giống cây ấy luôn. Có được không vậy bác? Được chứ, cháu thỉnh thoảng cũng nên nghỉ ngơi đi. Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều. Gió mạnh quá, bão phía đông sắp đến rồi. Chúng ta nên đi nhanh thôi. Cây cây đó cây gì mà vừa thô vừa xấu, không có hoa cũng chẳng có quả. Nhưng mầm cây đó rất đẹp mà. Lúc đầu thì đẹp, nhưng càng mọc càng xấu, lại còn lấn chiếm diện tích nữa. Nó đã phá hỏng những cây hoa đẹp khác của ta. Ta đã gọi người mang vứt ở vùng đất phía đông rồi. Cháu đừng buồn, cây có loài nọ loài kia, không thể cây nào cũng đẹp được. Cháu buồn vì chúng bị bỏ rơi không thương tiếc bác ạ. Giống cây đó tồn tại ở một nơi khắc nghiệt vì bão tàn phá. Cháu tin rằng nó có giá trị riêng của mình. Khu đất phía đông, bác Tôm, bác đưa cháu tới đó có được không vậy bác? Không được đâu, bão lớn sắp đổ bộ đến đó rồi, nguy hiểm lắm. Cháu xin bác mà, cháu không thể để giống cây chính tay mình chăm chút bị bão lốc vùi dập được. Bác không thể đồng ý với cháu. Bác sẽ đưa cháu về vườn thiên đường. Tìm được chúng, phải mang chúng về. Bão lớn quá, chạy thôi. Xin hỏi, ông có thấy cô bé làm vườn đánh xe qua đây không? Bão lớn đến rồi, mọi người đều di tản hết cả. Còn cô bé nào ở đây nữa chứ? Cây bão ơi, các em ở đâu? Kỳ lạ thật, cơn bão lớn như thế mà các tòa dinh thự lại không hề hấn gì. Tất cả là nhờ vào cây bão, loài cây mà mọi người đã vứt đi ở khu đất phía đông ấy. Lana, cháu không sao chứ? Bác yên tâm, cháu vẫn bình an. Chuyện gì đã xảy ra với cháu thế? Cảm ơn chị đã chăm sóc chúng em từ khi chúng em còn là một hạt mầm bé nhỏ. Các em là cây bão ư? Khi mà tất cả đã lãng quên chúng em là những thân cây lớn có thể cản được gió bão. Chúng em sẽ bảo vệ cho chị. Khi mở mắt ra, cháu thấy mình đang nằm trong một tán cây rậm rạp. Chính những cây bão đã che chở cho cháu. Chúng còn che chở cho tất cả cư dân ở phía đông nữa. Giống cây này tuy không sắc không hương, nhưng lại có một tác dụng lớn mà tất cả chúng ta đã bỏ qua. Từ giờ, chúng ta sẽ học tập Lana cách ươm trồng cây bão. Chúng ta sẽ trồng chúng ở những vùng thường xuyên có bão để bảo vệ thiên đường. Mỗi con người đều có một khả năng nhất định như loài cây chống bão đó vậy. Chỉ có điều chúng ta có đủ cảm thông và tin tưởng để tìm ra giá trị của họ, giống như cô bé làm vườn ấy không? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!